Đấy, bây giờ là xách rượu đuổi nhau rồi các bạn ơi. Có khả năng là dạ vâng nào, tập trung đi, tập trung đi. Nào hai ba lại, ôi cái cục kia cục tay rồi. Một hai ba này đẹp dữ, xinh gái lắm. Rồi 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 rồi. Cô ba thế đang lên nhưng mà không dám mình được. À. Cái chị cả chùa luôn à. Nó này chị hoa này này. Ui, chị hoa này chị con chị cá. Mà cái nó cam chè 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 nó dạ, dưa hai lạng. Dưa hai lạng này các bạn. Nó mài nó mỏi. Dưa xin lưu biên liền này. Cái gì cha hai cái hoa này vừa nào bình cái gang o. Hoa cái tiêu cà đao thì chụp đấy. Ơ mày à? Ồ. Mời các chị em đi lên nhà hát nhá. Ồ, thật ra là video cũng dừng ở đây rồi các bạn ạ. Mọi người cũng về hết rồi. Tụi tập uống rượu mãi thì cũng xong rồi. Mấy cô mặc áo khá là đẹp nhau về hết rồi. Nên xem ở đây xem cô uống rượu. Dạy bảo cháu Huyền từ đây đi là cháu dâu của trong nhà là cháu dâu của hai hộ bên nội này. Thì có gì thì cháu không biết thì cứ dạy bảo cháu từ bây giờ đi. Còn bên kia thì cũng dạy bảo rồi nhưng mà không dạy bảo được hết vì là vừa lớn lên thôi. Kiểu cũng làm đi làm ăn rồi thì cứ đi nhà từ trước đến sau. Công việc thì cũng khác, công việc thì cũng khác, lại học hỏi từ đầu thì có gì thì cháu mong rằng là các bậc ông bậc bà bậc cụ thì ở đây cứ dạy mà cháu từ hôm nay trở đi nhé. Và cháu lại mời rượu trước thôi. Và cháu mời chú ra. Ít hơn rồi. Được rồi, được rồi. Cô là mẹ của cô dâu đây nhỉ? Bảo là ấm nọ về là nói nhưng mà cũng gọi là cô của Huyền thôi. Ấm nọ về là bảo là nói chung là cũng được nhảy nhưng mà Huyền của anh chị lại cũng là nhảy là cho bảo là đưa cháu đi làm ăn thì thôi thì cô cũng cứ chấp nhận thôi. Còn cô thì già rồi nhưng mà không biết ăn nói nhiều đâu. Vâng, nói chung là cái tình cảm của mình ra thôi chứ còn ăn nói nhiều quá thì cũng không nghe đâu mà. Nói dạ. Câu trước câu sau nó dạ, lại không vào văn vẻ gì thôi, thôi cứ không nào cho cháu nhé. Lại chúc nhau nhỉ. Nghe chàng đây có một nhóm này các bạn. Hấp tiêu là nên mình chơi hết rồi. À ok. Vâng. À. Quay xem các cô uống rượu đi. Chân chơi chăm. Tình cảm. Chưa về đâu mấy ông. Nhau xong cho bỏ. Lấy xong cho bỏ à? Mới bỏ đấy cả. Dạ. Con à. Anh ơi muốn lên một tiếng đàn. Đây cái. Dạ chán mời chị ạ. Thật dưới dầm cho bò. Có người lấy đi. Không. Cái này có một đoạn nữa các bạn ạ. Bà dung đi đây. Ô, bà đúng mới hiếp bảo chị ô. Tức là bây giờ là xin phép rồi. Xin phép rồi. Anh ơi, sống tương bố rồi. Sống tương bố rồi. Nhà trai tiếp đến là thế là chú đáo lắm rồi đấy. Mà là bác là cũng sang nhận là bên này là cũng như thế này tiếp đón nhà là ok rồi. Toàn rượu thôi. Toàn đúng rồi. Phải là một chén nữa. Có phải là con gái không? Ở bên xe không? Không có ăn cơm đấy.
gì đâu, có gì thì gì có phải cái kém mới được luôn nhá. Mai lên ăn nhá, mai lên ăn lộc nhá. Không, tí lên luôn như nhưng mà hơi ít. Hơi ít rồi. Nó chút sợ cân này. Hả? Vì nó chút sợ cân. Chút sợ khẩu con này. Khẩu con mà. Anh thì kêu khẩu mưu mà đấy mà. Vẫn thế rồi. Anh này có lan quá, anh này có nào quá. Anh này ăn nào quá. Ăn nào lan một đấy. Đi hờ lan nữa, lan ra mà hết. Say rồi. Ăn nào hết công ra là nào. Công ra mèo kết con với các bác. Không nè. Nghĩa là cái phần ở dưới tay là của cô, không phải của anh được. Đấy, cái này là của gia đình gửi cho à? Không thể cho được, cho tình cảm được thôi nhỉ? Mi với thịt ở đây để uống rượu nhỉ? Đây. Nó sẽ có yêu sẽ tiền hợp trẻ lên. Cái này đây. Cái này đây à? Sẽ có yêu trẻ. Mười uống rượu uống trẻ đây à? Vâng vâng. Ôi chào táo. Ê mày nhậu quá rồi nè. Nè. Úi dồi, cái miếng thịt ngon quá. Nhớ mê. Mông kìm ra mà khám. Rồi hi vụt. Ê mông ấy thích sẽ tiền khổng lắm chứ. Cô cho cái miếng thịt xuyên nó ngon quá các bạn. Được luôn rồi. Anh nha. Sẽ tiền ở đây. Nhớ mơ. Sẽ giếm xỉn cho thảo mà kinh này đi ra thì phải chân lắm luôn đó hả con mà phun đời tao buồn quá con đây là anh cháu ta nhảy ta hả con này ta có đồi con mày xưa như cháu mà cháu ơi tổ thuê cơ mà thầy đến giúp gia đình là người rất quý nên là vào về thì cũng mang mấy ít rượu với cả thịt ra đây để ngồi chơi uống rượu một ít xong rồi nói chuyện một tí xong mới về. Nà hang có cái ông cứ bảo cầu cù dẫn khang mất tao nhưng khai hiu rồi là nên thì cũng cù vẫn mai cò cái nói quá mời ông sợ cười nói rồi quá người con quân đường khai mình đá nà mới cho nó chỗ rồi chứ con này nó lao nó các nó một tổ con mà nên lại nó lao một cái suốt nên lao như vậy mà chắc quân nào mình nào cho nó chỗ đó. Cháu không biết.